Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Windows Phone 8 căn bản được thực hiện tại website mylab.vn. Thì mình tên là Chế Công Bình. Thì các bạn cũng đã biết mình qua hai khóa học, các khóa học Android ở trên MyLab rồi đúng không nào? Thì ở bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về chúng ta làm sao chúng ta có thể lập trình được các ứng dụng cho trên thiết bị di động chạy hệ điều hành Windows Phone. Thì bạn thấy là Windows Phone ngày nay nó đã cũng đã rất phổ biến bên Việt Nam chúng ta rồi. Và theo thống kê ở trên thế giới thì Việt Nam của chúng ta là một nước xài điện thoại chạy điều hành Windows Phone là đứng đầu thế giới luôn. Thì vậy tại sao chúng ta không tìm hiểu về là cách lập trình ứng dụng cho nó đúng không nào? Thì ở phần này chúng ta sẽ xét về tổng quan về cái Windows Phone SDK Tool. Thì Windows Phone SDK Tool này nó chính là một bộ công cụ dùng để cài đặt những cái môi trường liên quan đến việc xây dựng và phát triển ứng dụng Windows Phone trên Visual Studio 2012. Thì Visual Studio nó đã rất là quen thuộc với những người mà học lập trình như chúng ta. Như ví dụ như là chúng ta thường hay là viết các app về WinForm hoặc là ASP.NET thì chúng ta đều chạy trên Visual Studio này. Thì khi chúng ta cài cái bộ Windows Phone SDK 8.0 này vào thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta về công việc lập trình về các app cho Windows Phone. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái gói cài đặt Windows Phone 8 SDK này nó bao gồm những gì. Thì đầu tiên nó sẽ bao gồm một cái là Visual Studio 2012 Express for Windows Phone. Thì cái Visual Studio 2012 Express for Windows Phone này nó chính là một môi trường dùng để phát triển các ứng dụng Windows Phone. Và nó bao gồm cái tính năng như là cho phép chúng ta tạo ra một cái template chuẩn cho cái Windows Phone và chúng ta sẽ xử lý code cho cái template đó, hoặc là chúng ta sẽ tạo ra một cái giao diện mới cho chính riêng bản thân chúng ta thiết kế chẳng hạn. Và thứ hai đó chính là một cái Microsoft Plan 2012 Express for Windows Phone. Thì cái Microsoft Plan này các bạn hiểu nôm na là nó giống như là một cái công cụ chuyên hỗ trợ cho chúng ta về cái mặt thiết kế giao diện. Có nghĩa là cái này nó chỉ có là một công việc duy nhất của nó là chúng ta là thiết kế giao diện mà thôi, và nó sẽ hỗ trợ rất mạnh cho chúng ta về cái mặt này. Và thứ ba đó chính là cái hệ thống máy ảo cho Windows Phone. Thì các bạn biết là khi chúng ta lập trình thì chúng ta không thể nào thiếu máy ảo được đúng không nào? Nếu thiếu máy ảo thì làm sao chúng ta có thể test được khi chúng ta chạy code được? Bây giờ không lẽ chúng ta mỗi lần chúng ta chạy code xong chúng ta phải cắm máy thật vào và chúng ta cài lên để chúng ta test? Thì như vậy nó rất là mất thời gian. Vì vậy cái bộ Windows Phone 8 SDK này nó sẽ hỗ trợ luôn cho chúng ta cái máy ảo đó. Thì bây giờ mình cũng sẽ nói sơ qua về cái việc cài đặt Windows Phone 8 SDK. Thì để cài đặt được cái Windows Phone 8 SDK này, trước tiên nó sẽ yêu cầu chúng ta là RAM phải 4GB và phải cao hơn. Nếu chúng ta là RAM nhỏ hơn 4GB thì chúng ta không thể nào chạy được cái chương trình này. Và chúng ta cần phải chú ý là đối với Windows Phone 8, chúng ta cần phải chạy trên hệ điều hành Windows 8 64bit bản RAW hoặc là bản cao hơn. Nếu như chúng ta không chạy Windows 8 thì khi chúng ta cài cái bộ SDK này vào thì đa số chúng ta thường hay gặp lỗi, hoặc là cấu hình thấp hơn chúng ta cũng sẽ gặp về lỗi khi chúng ta chạy máy ảo. Thì đây mình đã cung cấp cho các bạn hai đường dẫn của Microsoft để chúng ta có thể vào đó chúng ta download cái bộ Windows Phone 8 SDK này về. Thì đây là cái giao diện cài đặt khi mình đã download cái Windows Phone 8 SDK về và mình chạy lên thì nó sẽ có giao diện như thế này. Và khi mình đây là giao diện khi mình chạy đã cài đặt xong và mình chạy Visual Studio lên, thì các bạn thấy ở đây chính là hệ thống máy ảo, các bạn thấy cái hình điện thoại bên đây nó sẽ cho phép chúng ta xem trước cái giao diện mà chúng ta đã thiết kế ở bên phần code bên đây. Thì như vậy là ngày hôm nay mình đã hướng dẫn xong các bạn về cái Windows Phone 8 SDK và làm thế nào để chúng ta có và các cấu hình liên quan đến nó. Và ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về việc download và cài đặt cái Windows Phone 8 SDK này. Xin chào và hẹn lại các bạn.